quý vị khán giả nha. Sáng hôm nay sau một tuần thì Phương Văn cải tạo cái vườn rau đó, thì hôm nay Will cho quý vị khán giả xem sau một tuần ha. Tại vì trước Tết lên là cái vườn rau của Phương Văn là nó tiêu hết rồi. Tại vì về Tết không có ai tưới cho nên là không còn để cây rau cải nào hết. Thì sau một tuần Phương Văn về quê lên cải tạo cái vườn rau như thế nào, chia sẻ cái niềm vui với quý vị khán giả ha. Bây giờ Phương Văn đứng đây là quý vị khán giả thấy là ở trên là Phương Văn có một số cây lan đem về trồng, nhưng mà bây giờ là ngâm than rồi sau đó mới ghép những cái than, những cái cây lan này lại đó quý vị khán giả thấy ha. Bây giờ Will cho quý vị khán giả xem cái quang cảnh xung quanh. Bây giờ hôm qua em mới mua một số đất về trồng. Bây giờ sau một tuần cải tạo nào, quý vị khán giả tổng sơ cho quý vị khán giả xem khoe cái vườn rau của em đó, có những cây lan. Ở đây có máy bay bay ngang đó. Đây, em Will máy bay nè. Đó, máy bay bay về Tân Sơn Nhất đó quý bà con. Rồi bây giờ Will qua bữa nay khoe, thật sự là khoe một có cái niềm vui, vui lắm luôn đó. Sau khi mà sau một tuần là quý khán giả, sau một tuần đây là cây cà chua ha. Sau một tuần Phương Văn giải cải nè. Đó, tận dụng cái không gian vừa trồng cây cà chua vừa giải cải. Đó, thấy nó lên ha. Ở đây là trồng được hai cây cà chua. Cà chua này là mua về, còn cải này là Phương Văn gieo. Đó. Tận dụng cái không gian nhỏ nhỏ, tại vì cải mình mau ăn á, còn mấy cái này thì nó phát triển lâu. Đó. Xin chào chị em phụ nữ nha, ngồi đây cảnh cũ người xưa luôn, giới thiệu hai cái loại sản phẩm mới. Đó là một cái loại tông nơ dùng cho mặt cho quý vị khán giả. Đây là một bước không thể thiếu trong trang điểm, là để dưỡng ẩm nè, làm bóng da, làm mềm da và đẹp giống như da em bé luôn quý vị khán giả. Đây là một cái chai 280.000 mà chúng ta xài cả năm luôn. Một trong những sản phẩm dùng trong thẩm mỹ viện Hoài Anh, là một trong những thẩm viện nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh về làm đẹp da, chăm sóc da chị em phụ nữ. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cái sản phẩm khác, đó là cái sản phẩm dùng để trắng cho body. Ví dụ như hai cái chai này, hai cái hũ to này chỉ có 800.000 thôi. Quý vị khán giả thấy đây là cái hộp Phương Văn dùng trong cái thời gian vừa qua. Quý vị khán giả thấy một cái chai to, hũ to nè. Khi chúng ta dùng cổ, dùng tay giống như vậy nè. Đó, da mình luôn luôn trắng mịn, dùng giống như là da em bé, thời gian sau trắng hơn da mặt luôn. Luôn lúc nào cũng thơm tho và xinh xắn. Yêu đời nha. Đây, Phương Văn đã giải. Sau một tuần thì Phương Văn quy cho quý bà con xem. Cái này là rau xà lách đất mà ở dưới quê, bữa vừa quê mới sinh má lên mới mấy mục trồng nè. Hành hẹ. Cái này là rau bạc hà. Đó, sau một tuần hồi lúc mua cái cây con về là nó có chút xíu rồi nha. Đó. Đây Phương Văn view qua. Ở đây là lúc mua cây con rồi có chút xíu, sau một tuần thấy nó phát triển nhanh dễ sợ luôn á. Đây là cải. Nói chung là các loại, đặc biệt là xà lách nha quý vị khán giả. Sau một tuần mà nó lớn, bay lớn đây nè. Đó, Phương Văn trồng như thế này, trồng nước nè. Đó, trồng có cái rọ đây rồi nó bám theo đây. Xà lách thì phát triển nhanh, xà lách trắng nè, xà lách tím nè. Còn cái này cải dúng nấu canh. Đây cải ngọt. Đặc biệt là quý vị khán giả xem là cải hoa hồng nè, hôm trước Phương Văn đó, bây giờ có một cây mà nó to như thế này đó, gọi là cải hoa hồng đó. Ở đây trồng rau má nè, mới mua về nó có chút xíu, bữa nay nó phát triển lớn rồi đó. Còn giải những cái cải nè, có những cái nó phát triển nhanh. Nói chung là cải ăn sống đây nè. Đó, ba cái thùng này nó lên sau một tuần thôi. Này cây bụng ngót đó, Phương Văn trồng thêm là rau răm nè, rau răm nè, rau bạc hà nè, rau húng cây nè, đó đủ loại. Rồi đây mồng tơi là lên cũng mạnh dễ sợ luôn đó. Còn cái cây này là cây này uống hoa hay lắm, nếu mà có hoa là đâm vài lá uống ha. Cây đó trồng để làm thuốc.
Đây, đây là trồng tổng hợp mồng tơi có, trồng những cái cải khác có. Đó. Đặc biệt là cây tắc nha quý vị khán giả. Đặc biệt là cây tắc. Bữa nay cây tắc ra mấy trái nè. Đó. Đây nè, tới tí. À, cây tắc này á là về nó vẫn còn tốt dễ sợ, mấy cây khác đầy hết. Nhưng mà riêng cây tắc hay là tốt. Không tưới nước vẫn tốt. Đó. Đây, cải đây rất là. Rồi. Hôm nay đây, hôm nay em khoe quý vị khán giả. Em có hoa hồng đó. Thích hoa hồng quá, bấy lâu thích hoa hồng quá. Bữa nay hoa hồng trời ơi, nở đẹp dễ sợ luôn. Sau một tuần lúc mua về thì nó cũng có cái nụ búp búp, mà bữa nay nó nở nè. Nở tốt quá ha. Đó. Đó. Đôi khi về trồng mệt mỏi á, cái này thì chưa mua được cái chậu. Này mà mua cho đồng chậu giống như vậy. Đó, đây hoa hồng. Đôi khi á, mình về á, mình trồng mệt mỏi mình về mình ngắm hoa ngắm cảnh cho nó vui. Đó. Đấy, quý bà con thấy hoa hồng. Hoa hồng nhà em. Đó, để view lại cho. Đó, bây giờ em. Đó, em ngồi cạnh cái vườn hoa hồng của em. Sáng sớm đi, hôm nay là đi công việc, chạy ra vườn quyên cho quý vị khán giả theo dõi sau 3 tuần là mình thu hoạch cải á. Giới thiệu với chị em phụ nữ nha, 4 cái chai này là toner, dùng trong bước trang điểm chúng ta không thể thiếu được, tại vì toner này giúp cho da chúng ta là giữ ẩm và mềm da, và đặc biệt là căng bóng ha. Khi mình dùng mình thấy rất là hiệu quả. Toner này chúng ta dùng trong thẩm mỹ nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là thẩm mỹ Hoài Anh. Cái giá thì niêm yết toàn quốc chỉ có 280.000 thôi. Chúng ta dùng cả năm trời luôn quý vị khán giả. Tại vì mỗi khi mà mình dùng mình chỉ chấm vô cái nước nước hoa hồng này vô cái bông trang điểm một tí xíu thôi. Đó thì mình sẽ thoa đều trên gương mặt của mình và một cái lớp rất là mỏng thôi. Thì chúng ta thấy một cái chai nè, đó nó to tướng luôn. Cái chai này dùng cả năm luôn, thì chúng ta không thể thiếu trong bước trang điểm. Mong chị em quý vị phụ nữ chúng ta thì nên dùng ở trong hàng ngày, tại vì tối dùng sáng dùng, và đây là một cái loại mà toner rất là hiệu quả. Đó, vườn hoa hồng của em quý vị khán giả. Đây, dễ thương không? Rồi bây giờ Vương Văn Quyêu cái lắm. Đây quý vị khán giả Thái Lan nè. Đó, Phương Văn ơi, treo lan nhưng mà phải ghép lại. Khi mà làm cái lưới lan á, che cho nó mát mát rau dưới này. Rồi bây giờ Phương Văn chia sẻ như thế này, khi mà trồng lan á, Phương Văn sẽ ghép. Đây là một cái cây lan mà chúng ta mua là nó đã trưởng thành, nó ra hoa như thế này. Một cây nó có chút xíu nha quý vị khán giả. Đó, nó có 2-3 nhánh này thôi. Thì về Phương Văn ghép 3 chậu lại một chậu. Mà muốn ghép á thì Phương Văn ngâm than. Ngâm than là 3 ngày để cho nó ra cái chất mặn, chất chát đó. Ở trong than nói chung là những cái chất tạp chất trong than đó. Thì sau đó là mới đem ra rồi ghép 3 cái chậu này lại một chậu. Đó, rồi mình dưỡng giống như là ghép 3 chậu thành một chậu lớn như thế này. Chậu lớn như thế này nè, chứ không có nhỏ li ti này. Đó, chậu này là chậu nhỏ thôi. Đó, thì Phương Văn sẽ ghép 3 chậu lại. Đặc biệt, Phương Văn rất là thích cái loại lan này. Lan này là lan dendro nắng thơm. Mà trời càng nắng thì nó càng thơm nha quý vị khán giả. Trời càng nắng càng thơm. Trong 3 loại hoa hồng này, thì cái hoa hồng này nó màu sắc nó rất là đẹp ha. Nhưng mà nó không có thơm. Cái hoa hồng này nó thơm, nó rất là thơm. Cái mùi thơm. Hồi tối hai mẹ con ra, con trai nó thấy wow, tại vì lâu lâu nó mới bước ra đây, nó ra nó thấy mẹ có trồng hoa thích quá, tại vì trong vườn thì có những cây lan nắng thơm thì nó mới thơm. Hoa hồng này nó không có thơm nha, hoa hồng này nó không thơm, mà chỉ có cái hoa hồng này nó thơm, ngửi nghe cái mùi rất là thơm, còn hoa hồng này nó không có thơm đó. Thì lúc đầu mua về là không có biết. Sau đó thằng con nó ngửi cái hoa hồng, nó nói sao cái hoa hồng này không có thơm, và hoa hồng này thì nó có tỏa cái mùi hương á, rất là đặc biệt luôn quý vị khán giả.
đó, đôi khi ngắm hoa ngắm cảnh mình ngắm làm mệt mỏi á, rồi về mình ngắm ngắm cây ngắm cảnh cũng cảm thấy là rất là vui. Rồi thôi Phương Văn An khoe quý vị khán giả là vườn rau cải tạo sau một tuần thì nó cũng xanh mướt như thế này là rất là vui. Đôi khi về làm mệt mỏi mà đi ra trồng rau. Hôm trước có một anh khán giả nói trời em giống anh á, anh đi làm về một cái là anh chạy ra vườn rau anh liền. Nếu mà quý bà con cô bác nào mà có thường trồng rau á, chia sẻ kinh nghiệm với cho Phương Văn nhé. Tại vì có những cái trồng thành công, có những cái thất bại, chứ không phải cái nào mình cũng làm là nó thành công hết. Tuy nhiên tới ngày hôm nay thì cũng tương đối, nói chung là trồng tới đâu thì nó cũng sống tới đó chứ không đến nỗi đai. Chỉ có trồng mướp với trồng bầu, chắc hôm trước chưa làm cái vàng á, là trồng nó lên cao một xíu là nó lại quéo và nó không có đủ sức nữa, thì chắc có lẽ là mình thiếu phân hay thiếu đất hay như thế nào đó, nói chung là thiếu kinh nghiệm luôn. Thôi cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt tất cả quý khán giả. Mong rằng là ủng hộ Phương Văn Official và người trong cuộc Phương Văn chia sẻ cuộc sống đời thường cũng như là những cái bình luận. Mong quý vị khán giả luôn ủng hộ. Xin chúc tất cả quý bà con cô bác thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều may mắn. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.